Trước khi vào clip thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng kiếm tiền cực kỳ hay, có tên là Bootrec nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải nó về nha. Đầu tiên thì các bạn bấm vào CH Play này, sau đó các bạn bấm vào tìm kiếm ứng dụng này. Đó, viết là Bootrec này. Đây bữa mình tải rồi đấy các bạn. Đây là mình chỉ sẵn bấm vào mở thôi, các bạn nào chưa tải thì các bạn có thể tải vào nha. Đây là cái trang chủ của nó nha các bạn. Đấy, đây là cái trang chủ của nó, mình có thể đọc báo này, xem video, bên này cũng có rất là nhiều video để mình có thể đọc báo, mình xem video có thể kiếm được tiền nha các bạn. Đấy, các bạn xem video thì nó sẽ tích thành điểm và điểm đó là sẽ đổi được ra tiền nha. Đó, ứng dụng này rất là hay luôn, mình mới tải được hai hôm nay, mình thấy là nó khá là hay nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đây, còn cái phần quan trọng đây. Đây là cái phần rút tiền này. Đó, khi mà các bạn đủ tiền á thì các bạn bấm vào đây để rút tiền nha. Của mình thì chưa có đủ tiền nữa các bạn. Hôm qua mình vừa mới rút 5 đô rồi nên là hôm nay mình không có thời gian xem ít quá nên là chưa có đủ điểm để rút cho các bạn. Mới có 5.800 điểm thôi. Đây. Và các bạn tải ứng dụng về thì các bạn bấm vào chỗ mời bạn bè này để được nhận thêm điểm nha. Đó, đây là cái mã giới thiệu của mình đây, B1594-3284 này. Khi các bạn tải cái ứng dụng này về thì các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu của mình vào để nhận thêm 1.000 điểm nữa nha. Đó, mời có mạng Messenger này. Đó, đây. Nói chung là cái ứng dụng này rất là hay luôn đấy. Các bạn thời gian rảnh rỗi thì mọi người có thể bấm vào đây xem video giải trí nè, rồi đọc báo nè, vẫn có thể kiếm tiền. Trung bình mỗi ngày mình có thể kiếm được 250 đến 300 nghìn nha các bạn. Đó, rất là hay luôn. Đây, khi nào mà các bạn đủ đến ngưỡng thì các bạn có thể bấm vào nút rút tiền. Sau đó thì các bạn làm theo hướng dẫn là được nha. Đây là cái mail mà mình đã rút 5 đô từ hôm qua nha các bạn. Đó, cực kỳ hay luôn. Đấy, link tải app Bootrec thì mình có để phần dưới mô tả. Các bạn có thể bấm vào đường link đó, tải app về, đọc báo, xem video để kiếm thêm tiền nha. Bootrec đã mở ra kênh chuyển tiền vô tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Các bạn có thể chuyển tiền trực tiếp qua những ngân hàng sau đây. Ví dụ như Vietcombank này, Vietinbank này, ACB này, Techcombank này, BIDV này, nói chung là rất là nhiều tài khoản luôn. Các bạn có thể khi nào các bạn đủ đến ngưỡng thanh toán thì các bạn có thể dùng các ngân hàng đó để các bạn rút tiền nha. Ok. Có chừng ngã đó trời. Từ từ thôi. Đất ơi. Rồi. Mình bảo là mình đi ra ngoài mua ít nước thì trong thời gian đó mình sẽ đi mua bánh kem ở các thứ về để tạo bất ngờ với em mọi người. Ở đó đợi em nha. Mua nước gì em mua. Đét hay là... Ừ đúng rồi, cái này nè, em cũng định chọn cái này nữa. Cái này đi hả? Ờ đúng rồi. Chơi lấy cho em cái này với. Sư tử bi đi. Sư tử bi.
đến bà là tuổi chính thức là 24 nhưng mà bà bảo già quá nên là theo chứng minh thư lấy 98 là 22 tuổi. Lấy em thêm một hồ nữa đi. Không mà không cũng được, được. Mua thêm cái hộp này để hồi đưa cái hộp nhỏ này trước chôn bà trước nha mọi người. Rồi đi thôi. Đi nãy giờ bà đó các bạn ạ. Cuối cùng cũng đã đến. Bây giờ mình sẽ bỏ bánh kem ra trước. Ôi gió lớn lắm chị Tí, câu chuyện gớt á. Super Bay, happy birthday Super Bay. Bất ngờ, cực kỳ bất ngờ các bạn ạ. Nãy mình kêu ra ngồi đợi thôi chứ mình đâu nói sinh nhật gì đâu. Chị không nhớ sinh nhật chị gì á. Ở hôm qua đi quay MV xong nay không tung tích đầy mình các bạn ạ. Tương tích rồi còn bị đen. Đáng nghĩ là bọn mình tính là quay MV xong rồi về luôn rồi. Nhưng mà mình chợt nhớ là sắp tới sinh nhật Bi nên là mình gạ án ở lại thêm một ngày nữa để chơi đi biển chơi các thứ để mình sẽ tạo bất ngờ cho hắn luôn. Đấy. Ok. Coi chừng ngã đó trời, từ từ thôi. Trời đất ơi, rồi mẹ rồi. Trời đất quỷ thần. Ai kêu mày muốn? Bảo vệ môi trường. Chạy từ từ, chạy gì mà chạy dữ vậy? Trời đất ơi. Thôi có cái đầu nhìn năng luôn rồi. Thôi thôi, chạy đi vậy. Ngước mặt lên nào, ngước mặt lên. Đừng có hình. Trời ơi, mặt lại của nó mẹ nó. Gấm chó chưa? Sinh nhật của Bi à. Ai đứng vậy, đứng vậy. Mẹ nó nhìn mày gấm chó quá à. Bánh kem của Bi Nam Minh tiêu rồi. Em kêu chạy từ từ thôi. Thôi đất ơi. Nam Minh tiêu rồi. Gom vô. Trời đất ơi, có cái mặt của bà kìa tài. Cứ các bạn này. Hả? Mấy anh kia cười. Mấy anh kia cười hả? Rồi, vậy đi. Đi về luôn đi. Ăn cái gì nữa? Hí ha hí hửng. Hồi bữa mới hí ha hí hửng xong bị té xuống. Chân chạy cái trơn này không? Rồi bây giờ tới bữa nay nữa. Chân chạy chưa xong nữa. Rồi bây giờ tới cái mặt nữa rồi. Trời đất ơi. Sao em có mua đồ ăn thịt cò chay nữa. Có mua để đâu? Trên kia. Gì hả? Ở trên kia rồi. Nhân kia rồi hả? May quá không mang theo. Em kêu chị chạy từ từ thôi. Trời đất ơi, chạy như marathon vậy đó. Rồi rồi thôi thôi đứng dậy đi rồi đi về. Gớm mặt. Hả? Đi gớm mặt. Chỗ nào màu đỏ là ngay cái môi gì luôn. Để dính ngay mặt của chị. Trời ơi, thôi cầm bánh kem đi về nè. Đi, cầm bánh kem lên. Đi rửa mặt trước đi rồi cầm bánh kem đi. Rồi vô đồ hết trơn rồi, cầm bánh kem lên đi, bỏ ở trong bọc đi về. Ăn uống gì nữa? Có hùng gác. Sao đi mua mà không nói Bi? Kêu Bi rằng Bi đi lên chển rồi đi ra ngoài bài ra ăn, tự nhiên chạy ra gì vậy? Làm bất ngờ cho Bi. Bất ngờ cho Bi mà giờ có cái gì đâu ăn. Trời ơi, cái con điên này. Trời đất ơi, nhìn coi nào có giống như cái bãi phân bò không? Mình luôn đi không ai đâu ăn. Sinh nhật Bi. Sinh nhật Bi hả? Rồi. Em kêu gì vậy chậm. Thôi rồi dọn dẹp đi, đi về nè. Rồi nhanh lên. Trời đất ơi, tay chân tùm lum hết trơn. Đâu? Hả? Đâu
chân thì chưa hết nữa. Hí ha hí hửng, hí ha hí hửng. Thôi đi về luôn đi. Đi về rửa đây ô nhiễm môi trường của người ta lắm. Mấy anh nhìn hoài cực. Kỳ lắm, rửa đây kỳ lắm á. Tóc dính không? Dính. Hả? Ba muốn luôn đây. Hot thời trang hiện đại nhất. Thôi chưa. Chị đi tắm luôn đây. Thôi chưa ơi. Chạy cho cố vô. Ừ. Hí ha hí ha hí hửng hí ha hí ha hí hửng. Quay MV cũng chạy cho cố vô. Sạch chưa? Quay em coi thử đây. Sạch chưa? Chưa. Chạy cho cố vô, nãy em kêu rồi. Từ từ thôi. Ôi. Biết bay cô ra mình ăn sinh nhật. Đi. Về mẹ đi. Bây giờ vui mất hứng rồi. Nhà Vi. Ôi Thái. Mua bạch tuộc tôm hùm. Mày ngửa xong cái môi mày vẫn còn đỏ kìa. Ui, con chó. Chưa. Ăn đi. Ăn đi, đồ ăn mà ngon lắm á. Rồi mấy hôm nay đó anh đi. Muốn ăn bánh kem. Bánh kem mà cho chị góp vậy đó. Giờ không có bánh kem kêu mà ăn cái này. À con. Còn cái bánh nhỏ rồi. Nãy em mua. Tốt nến. Có chút xíu à. Tấm lóc to mượt. Cho bọn người ta mới có bọn cái dài một cái nhỏ xíu. Lên lên. Mày bắt cũng ý hai ý thử không? Nào. Thăng. Đi em đứa lên. Vui. Vui. Hey, vui. Ra biển kêu bật lửa. Không. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, happy birthday. Happy birthday to you. Xong rồi ướt. Ướt ướt đây, ướt đây. Ướt đây. Để lên ăn đi, đói lắm, ngồi sáng ăn cho anh đi. Ướt đi. Ướt đây. Ăn đi. Ngon quá. Quên mất. Lâu lắm rồi mình không uống bia. Chúc mừng sinh nhật Hoa Gai Bà Rô. Ai lại? Uống nhiều vô, lâu lâu mới được uống đó. Ừ. Uống á, chỉ uống được uống có sinh nhật thôi. Đúng rồi. Không phải được uống đâu. Em đưa về. Ủa không vô hả?
ăn thôi. Ngon quá. Cái gì còn bánh kem thì ngon nữa. Ngó quá. Ừ. Ngon quá. Ngon quá. Ăn bánh kem đi Vi ơi. Đây lấy sô đi ăn đi. Đi ăn, ăn đi. Ăn. Đi ăn, ăn đi. Ăn. Ngon không? Ngon không? Thôi chị giỡn quá chị Tiết ơi. Thầy ơi. Chị giỡn quá à. Gặp em mà em làm vậy chị Hai không có làm gì với em đâu. Chị Hai thương em lắm. Mày làm thử tao xem. Đây ơi. Chị Hai thương em dữ lắm. Ừ thương. Đi coi nè. Mọi người lại đây mà xem.
con lo cho tôi. Lát luôn nó để cho mẹ một phát. Ha ha ha!